người ta sợ mạch máu con cao á, mỗi lần lấy máu là con cực lắm luôn, người ta sợ là máu di truyền, máu đặc, máu trắng đồ á. Đúng Con rồi, nghĩ đúng là rồi. máu đặc rồi, như con lấy máu là người ta lấy có cây kim người ta ra rồi, còn con lấy tới 11 cây kim mới ra. Dạ, Khải mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Dương Khải à. Dạ thưa cô chú anh chị, hôm nay là Khải cùng với Tâm với Nghiệp á, có đến thăm Gia Tệ, vì Gia Tệ cũng mới xuất hiện về á, cho nên hôm nay là mấy anh em cũng đến thăm cháu. Dạ, xin mời cô chú anh chị cùng mấy anh em Khải đến thăm Gia Tệ để coi tình hình sức khỏe của bé Gia Tệ như thế nào nha. Dạ xin mời Con cô chú anh chào chị ạ. Thầy với mấy cô chú. Gia Tệ hôm nay con khỏe chưa? Dạ con cũng khỏe rồi, với cái bữa con lấy máu nó còn sưng hai cái tay, nó còn nhức con hai ngày nay à. Dạ, dạ. Sưng sưng cái tay hả? Dạ sưng cái tay á, ngang chỗ lấy máu á. Cái tay nào đâu con đưa dạ hai cái luôn. Hai cái tay luôn. Dạ. Con hiểu không? Là hai cái tay này mình rút máu để làm xét nghiệm đó hả? Dạ. Con về con xuất viện về hôm nay là mấy bữa rồi? Con không nhớ nữa. Không nhớ hả? Dạ. Hôm bữa là con về như là có cái chú nào ở ở ở thành phố là đưa con về đúng không? Dạ. Con biết chú đó là ai không? Dạ không, con không có biết tên. Chú đó cũng vô đây chơi chút. Vô nhà luôn ha. Dạ. Cái chú đó đó là có liên lạc với ba Tâm nè. Dạ. Hỏi Gia Tệ là xuất viện khi nào xuất viện á. Dạ. Cho chú đó hay, chú nó chở từ thành phố từ bệnh viện về tới nhà luôn. Dạ. Cái quãng đường là trên 150 cây số. Dạ. Thì người ta biết được cái hoàn cảnh của con á. Dạ. Muốn giúp đỡ cho con một phần nào đó. Dạ. Thì rất là tội nghiệp luôn. Rồi khi về nhà rồi con có cảm ơn chú đó không? Dạ có. Có hả? Dạ. Rồi mấy bữa mà con nằm viện á, rồi tình hình sức khỏe của con là mình thấy là trong người mình còn mệt còn ho nhiều không? Dạ chứ lúc đầu vô nó còn ho. Lúc sau thì bác sĩ cho con uống thuốc kháng sinh với chai thuốc khô của em bé á. Rồi con cũng đỡ. Đỡ nhiều rồi ha. Dạ. Là bây giờ ban đêm còn không? Dạ không. Như vậy là mừng rồi đó. Dạ. Rồi hôm bữa là con làm mấy cái xét nghiệm cái gì sinh thiết rồi xét nghiệm gì tùm lum gì con biết gì con nói cho ông bà cô chú biết được không? Dạ được. Con xét nghiệm gen. Gen. Gen là dây chuyền máu á. Lấy tủy là mấy cái xét nghiệm đó phải đóng tiền. Là mẹ con đi đóng tiền với xét nghiệm gen lên nhỉ. Xét nghiệm gen mới người ta mới biết con là con mới bị bệnh gì với người ta đang điều trị cho con. Như 14 tay này nữa là con đi lên lấy giấy kết quả nằm viện chẩn cho bác sĩ theo dõi cái nữa. Có nghĩa là làm rất là nhiều các xét nghiệm. Thì trong đó có một xét nghiệm rất là quan trọng là xét nghiệm gen. Dạ. Là xét nghiệm gen coi mới biết được cái tình trạng bệnh của con như thế nào. Dạ. Rồi mới bắt đầu là tính tiếp tới các phương pháp điều trị. Dạ. Mà cái đó thì ta hẹn tới ngày 14 tháng 3 này hả con? Dạ. Vậy là 14 tháng 3 này là hai mẹ con lại lên bệnh viện nhập viện hay là mình sáng đi chiều về? Dạ con lấy kết quả với bác sĩ nói là lên chợ anh lấy kết quả với đặng theo dõi đặng điều trị tiếp. Mình vẫn là tiếp tục theo dõi điều trị tiếp luôn. Dạ. Còn mấy bữa mà con nằm viện á, nghe nói là lấy tỷ là con đau nữa mà con khóc lắm đúng không? Con bữa mà có mẹ Tâm vô đó con nhớ không? Dạ. Dạ cái đó con kể con chia sẻ lại cho bà cô chú biết rồi. Dạ cái lúc đầu mới vô á thì con có lấy máu. Nhưng mà cái lúc đó con không có cái mạch máu. Như bác sĩ cũng lấy cho con đâu là ba cái kim, lấy con ba cái kim lấy ở đây. Bên đây không được lấy bên đây, xong rồi bên đây không được lấy trên đây con là lấy trên là nó lấy máu, xong rồi chờ bác sĩ vô, bác sĩ chích thuốc tê với chèn chét thuốc tê cho con mà nó không có đỡ đau. Như bác sĩ lấy tới trong xương người ta mới biết con mới bệnh gì mới được. Rồi bác sĩ mới theo dõi điều trị cho con mới được. Là lấy máu, lấy ngay tay, hai tay cấp đầu là lấy không được, không có vô được mạch máu luôn hả? Dạ không có cái mạch đó. Nhưng cái
tay con nó nổi nè, lấy máu hơi khó á. Mỗi lần lấy là người ta lấy có cây kim mà. Còn con là lấy tới 11 cây kim. Lấy cây cuối là con mới lấy ra máu. Dạ, chắc đau dữ lắm mà. Đau dữ không con? Dạ, nó đau lấy lúc đầu á, bắt đầu lấy trúng mạch máu rồi. Nó không xịt ra. Bắt đầu bác sĩ mới luồn xong rồi nó không có xịt ra, bác sĩ lấy cây mới. Xong ra tới lấy 11 cây kim, cây kim cuối cùng mới lấy được. Và còn lấy tỷ để xét nghiệm nó cho bộ. Đúng rồi, xét nghiệm rồi gọi lấy tỷ rồi đó, xét nghiệm ADN đó. Ừ, xét nghiệm ADN để coi cái trong cái bệnh này đúng rồi có di chuyển hay là cái bệnh nó đột biến. Đúng rồi, cái bệnh bác sĩ sợ là bên nội á, hả, bên ngoại á, hả, bên nội nó làm con dây chuyền. Nếu không là mấy con vi trùng á nó xâm nhập vô máu, giống gan run đồ á, nó xâm nhập vô máu con, mấy máu nó mới tăng lên vậy. Dạ, bác sĩ con xuống như viết khoa học á, bác sĩ nói là cũng cho con lấy máu, là qua ngày sau bác sĩ kia cũng nói con lấy máu, xong rồi chiều về là con điện cho ba hay đó, là con lấy cái ống máu đó là bắt đầu lấy ở đây nè, đâm hẳn lên trúng cái mạch rồi mà nó không ra tới luồn qua đây, nó không ra tới qua đây cái nó mới ra. Là con lấy là cây kim bự luôn. Người ta bơm vô là bác sĩ nói lấy kết quả lâu. Giờ mình đi về đi, rồi 14 cây này nữa rồi đi lên lấy kết quả, người ta nhập viện theo dõi tình hình của con sức khỏe. Người ta sợ mạch máu con cao á, mỗi lần lấy máu là con cực lắm luôn. Người ta sợ là máu di truyền, máu đặc, máu trắng đồ á. Con nghĩ là máu đặc rồi. Như con lấy máu là người ta lấy có cây kim người ta ra rồi, còn con lấy tới 11 cây kim mới ra. Nghe nói lấy bên hồi luôn một cây kim và tâm nổi da gà, bình thường thấy một cây kim là sợ rồi đó. Dạ. Sợ thiệt chứ. Lấy máu là con sợ nhất là nó không ra. Lúc lấy xong con có mệt không? Lúc lấy xong thì con cũng không được uống sữa là con mới lấy được. Như lấy máu đi, nếu mà đi khám á là phải nhìn đói. Giờ vô khám người bác sĩ mới cho con lấy máu được, không được ăn uống. Đúng rồi. Là mới lấy máu được, là con không có ăn uống con mới lấy máu được. Nhưng mà cái này con ăn rồi, bác sĩ nói lấy máu này không sao, ăn thì con ăn. Bác sĩ nói con lấy máu xong đừng uống sữa. Uống sữa kiểu như mà nó ối á. Con có bị một lần nó uống sữa xong rồi nó thành con đau bao tử đau này kia. Vậy nhưng mới lấy máu xong rồi uống sữa thì sốc rồi. Còn mấy bữa trong bệnh viện á thì con ăn uống được không? Dạ, mấy bữa trong bệnh viện con cũng không ăn được á, như tình hình sức khỏe con vậy á, con cũng hơi lo. Như nghe bác sĩ nói ra cũng hơi buồn, không có ăn nổi á. Gầu hả? Dạ. Không có ăn nổi, như mẹ mua đồ ăn ngoài cho con ăn nữa. Chú nói con nè, bây giờ bệnh á thì cũng đã bệnh rồi, bây giờ con phải lạc quan tinh thần lên, con phải tin vào bác sĩ ha. Dạ. Rồi con mới nhanh hết bệnh được nha. Con đừng có gầu, đừng có lo gì á, mọi chuyện á để cho bác sĩ lo. Dạ. Ha. Con đừng có gầu, con càng gầu là bệnh nó càng lâu hết. Dạ, như cái bữa kia bác sĩ kêu lấy gen á, con cũng hơi sợ máu mình máu di truyền đồ á. Người ta mới biết kết quả được. Nói chung cũng bị ảnh hưởng tâm lý nhiều chứ. Dạ, với lấy máu di truyền là mẹ con đi đóng qua bệnh viện kia là hết 6 triệu. Cái kia là giống như là khi mấy cái xét nghiệm đó là không nằm trong danh mục bảo hiểm. Đúng rồi. Đóng hết 6 triệu, hỏi bác sĩ có xài bảo hiểm không? Bác sĩ nói không có xài, cái này là mình đóng tiền mặt luôn. Là mẹ con đi đóng hết 6 triệu. Giống gan con đi xin thiết thận bên Di Đồng Ba. Cái bữa ba dẫn đi đó. Rồi cái đó là cũng đi lấy là cũng không có xài bảo hiểm. Cũng hết 6 triệu. Là con không được đi nhiều. Rồi bác sĩ về á, có dặn mình ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào không? Mình có kiêng cử gì thêm không? Dạ có, nếu mà con cử quá thì bị thiếu chắc. Thiếu dinh dưỡng ha. Đúng rồi, mẹ nói ăn đại đi.
giờ mình chỉ cần sức khỏe thôi. Mẹ mua bơm trong cổng cho con ăn nó một trái cây á, để nhà. Đúng rồi. Còn mấy nay con ăn trái cây gì không? Dạ có, hôm qua con rửa trái táo con cạp con ăn luôn. Ăn trái táo hả? Dạ. Con ăn con cảm giác thấy ngon không? Dạ ngon. Ờ, đúng rồi. Con ăn cảm giác ngon á là sức khỏe con tốt rồi đó. Dạ, với cái bữa kia lấy máu đậu á. Ừ. Nó hơi nhức, nhức cái tay, bắt đầu nó nhức cái tay. Rồi hồi tối hôm qua nó nhức con lắm luôn. Rồi bác sĩ nói là có viên hút sốt đó. Hút sốt đó nó trị cho con nhức, nhức với sốt. Rồi cái con nhức xong rồi tối phía cái nó hạnh sốt. Rồi cái nó hạnh sốt cái bắt đầu hai cái tay con nhức, con tưởng là nó lạnh trong xương á. Rồi cái con mới không bắt máy quạt. Nhưng mà nó vẫn nhức à. Là nguyên tối bữa đó là mẹ canh con suốt đêm với mẹ bóp á. À, mẹ cách con suốt đêm luôn hả? Dạ, với mẹ không có ngủ. Thấy vậy có thương mẹ không? Dạ có. Ừ, dáng thương mẹ nhiều lắm ha. Dạ. Mẹ thấy bữa nay là thấy như cái mặt của con nó bị bớt phù không không? Dạ. Ừ, bớt phù hơn so với lúc mà nhập viện đó. Mấy bữa mà nhập viện mới nhìn cái sắc mặt của gia tệ xuống sắc nhiều nữa. Nhìn không có thần thái gì trơn á. Rồi hôm nay là thấy mặt đỡ rồi. Dạ, nó đỡ rồi, có điều nó hai cái tay á. Ừ, hai tay còn nhức ha. Dạ. Không sao, vài bữa hết rồi. Rồi, mấy bữa nay có đi học lại không? Dạ, chắc là thứ hai này tính nghỉ một ngày á. Thứ hai tính nghỉ ha, chưa đi học lại ha? Dạ chưa, với mẹ sợ sức khỏe á. Con học nổi không mà lại đi học hay là mình xin nghỉ thêm vài bữa đi? Dạ con học nổi với mẹ sợ mới đi viện gì á. Ừ. Sợ nó mệt á. Mẹ không có cho đi nhiều nữa. Nãy giờ con ngồi nói chuyện với mấy chú nè. Con có cảm giác mệt không? Dạ không. Với con cũng đỡ nhiều á. Ừ. Vậy là khỏe hả con? Rồi bữa nay có chú Hải ở bên Sóc Trăng và thăm con thấy vui không? Có người đến thăm vui không? Dạ có, chú Khải cũng quay con đâu là 2-3 lần rồi. Dạ, yeah. Nhiều lần rồi chứ. Cái lúc mà gia tại trong bệnh viện á, có nhiều mẹ nuôi đó nha. Nhiều mẹ ở Bình Dương, Vũng Tàu, ở thành phố vô thăm, vô tặng quà, vô tặng mấy con gấu bông này kia, đồ dính luôn. Rồi hôm bữa con về, con có thấy mấy cái đồ chơi, mấy con gấu của con, của mấy mẹ cho không? Dạ có, chắc nghĩ là con gấu mà có cái mền á. Ừ. Nghĩ là con đem theo. Chừng nữa mình thích cái gì mình cứ đem theo. Dạ. Đó là tấm lòng của các mẹ đó. Dạ. Thương con, tặng cho con á. Dạ. Mình về mình cố gắng mình ăn uống, nghỉ ngơi điều độ được kia, sức khỏe từ từ sẽ hồi phục thôi. Rồi dạ. Bác sĩ có đưa thuốc cho mình uống thêm không? Dạ có. Ừ. Uống cái 14 ngày. Uống cái mình uống tay này phải không? Dạ. Ngày mình uống hai cữ thôi con. Dạ, viên canxi, viên màu xanh á. Uống hai cữ sáng, viên chịu viên. Rồi viên thuốc sốt thì nó có sốt thì uống. Với một chai thuốc bổ. Sáng một giọt, chiều một giọt. Rồi thuốc cái đợt này là có giống như mấy đợt trước không? Dạ không, thuốc đợt này bác sĩ chưa. Hay bệnh của con bác sĩ không có cho uống nhiều. Nhưng mà có thuốc nào mà trị bên bệnh thận của con không? Đây là chỉ là thuốc bổ thôi. Dạ không, bác sĩ nói là cái tên nó là hội chứng thận hư thôi. Ừ. Nhưng mà nó chưa có hư hoàn toàn. Ừ. Là bác sĩ nói là không cần xin ghép thận gì trơn. Cái bữa mà ba nói á, mẹ con cũng nói gì đó. Rồi bác sĩ nói không cần ghép, cái tên nó là hội chứng thận hư thôi. Ừ. Nhưng mà nó chưa hư hoàn toàn. Nói chung là cái triệu chứng của con là mới chỉ là hội chứng thận hư. Dạ. Nó chưa hẳn gọi là hư hết con. Mà mình vẫn có thể là điều trị để mà phục hồi cái thận lại, phục dạ. hồi các cái chức năng lại ha. Dạ, bác sĩ nói là cái hẳn con còn tốt. Ừ. Vậy mừng quá ha. Dạ, bữa kia bác sĩ nói cũng mừng á. Ừ. Với lại cái kết quả xét nghiệm ngày 14 tháng 3 này là mình để coi có bị gen di truyền hay không, có liên quan đến bệnh máu nữa. Tại vì con có chia sẻ là cái con bị cái gì máu máu tiểu cầu bạch cầu gì đó. Máu bạch cầu máu. Ừ, bạch cầu máu với gì đó đó.
À, không nhớ nữa. Có nghĩa là trong máu cái tỷ lệ bạch cầu nó quá cao phải không? Dạ đúng rồi, bạch cầu nó quá cao. Bác sĩ không hiểu là sao mà máu nó cao như vậy. Rồi bác sĩ lấy con là ống máu đi xét nghiệm lại. Là bác sĩ nói máu nó quá cao. Rồi cái bạch cầu mà quá cao như vậy nó sẽ gây ra cho mình các hiện tượng mệt, chán ăn hay sao? Dạ không, nếu mình nó cao quá thì nó cho con qua mắt, xương, tim, bụng. Là bữa đó là con đi khám mắt, đi khám siêu âm tim, đi siêu âm bụng. Là bác sĩ mới biết là con, rồi bác sĩ nhổ cho con thuốc nhổ mắt. Rồi vô khám thì bác sĩ nói mắt không có mờ, mắt vẫn còn tốt. Con có nhìn thấy rõ không? Dạ rõ. Giờ mấy cái xét nghiệm á chưa có. Với cái bữa mà đi chợ em gửi xuống cái xét nghiệm rồi á, gửi xuống rồi mà không kêu. Rồi qua ngày sau, ý ra là làm trong ngày đó là qua ngày sau là có kết quả rồi. Rồi con chờ, chờ qua tới ngày mai bác sĩ kêu chưa đi lấy tỷ hả, rồi nguyên ngày đó không có đi luôn. Rồi hôm bữa hai mẹ con xuất viện về á, rồi chi phí này kia mình tốn kém nhiều không? Dạ cũng đâu có 1 triệu hay 2 triệu gì á, không biết. Đóng tiền nhiều phí là 1 triệu. Cái tiền là không có tính mấy cái tiền xét nghiệm á hả? Đúng con không? Không nhớ nữa. Dạ mình có tiền gì á? Không là 1 triệu mấy. Dạ, với tiền thuốc nữa. Tiền thuốc đâu là 200. Còn mấy xét nghiệm đó là mình đóng riêng đúng không? Dạ. Mình đóng riêng là mấy cái xét nghiệm mà 6 triệu gì đó. Là mình đóng riêng là nó nằm ngoài trên một bảo hiểm. Dạ. Tại vì thì ba Tâm thì cũng có nhận tiền của con để mà sau này con chị bệnh đó. Dạ. Con cũng cứ yên tâm. Yên tâm đi. Thì ví dụ như có vấn đề đó phát sinh. Dạ. Thì ba Tâm thì có thể là lo về cái phần tiền bạc đó. Dạ. Để hôm nào ba Tâm tổng kết lại coi bao nhiêu để có số tiền đó để dành tiền cho con. Dạ. Đó, rồi con cứ con ví dụ nhà mình có thèm cái gì á. Dạ. Thì cứ kêu mẹ mua lại đi nha. Dạ. Mình thèm mình ăn đồ bổ, đồ gì có dinh dưỡng mà có tốt cho sức khỏe của mình á. Dạ. Mình cứ ăn mình mua, ví dụ mình trong cái quá trình mình học hay là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á. Dạ. Nó có thiếu thốn cái gì đó. Dạ. Con cứ nói lại. Dạ. Rồi cứ nói ba Tâm thì ba Tâm sẽ dùng cái số tiền đó thì để gửi lại cho mẹ con, để lo cho con. Thì phần là bệnh tình đó thì con cứ yên tâm, đừng có lo nghĩ gì hết nha. Dạ. Mình còn nhỏ mình nghĩ quá là mau già lắm á. Mới 11 tuổi mà như bạc cũng non rồi đâu được. Nói chung nãy giờ cách giờ tôi chia sẻ là hầu như là bác sĩ nói gì thì tôi nhớ hết luôn á. Đúng rồi. Giờ tại thông minh lắm á. Thông minh lắm. Lắm. Trong trường là cô nó còn thông minh nhất. Trường ta lớp 1, ta 7 tuổi thì con bao nhiêu tuổi? 11 tuổi. Tuổi nói cho mấy mấy chúng nghe này. Con 11 tuổi. 11 tuổi hả? 11 tuổi mà lớp mấy lớp 1 hả? Lớp 1. Nhưng mà so với chàng tuổi 11 tuổi là nếu nãy giờ gia tài kể vậy á là một đứa trẻ bình thường khó có kể gì lắm. Không sao, bác thiệt là những cái bác sĩ lời bác sĩ dặn xét nghiệm sao là gia tệ nói được hết luôn. Đúng rồi. Là thật luôn, không có sai thế nào luôn á. Trí nhớ rất là tốt và cách nói chuyện rất là rành mạch và rất là khôn nha. Lễ phép nữa, lễ phép nữa. Rất thương là gia tệ những điều đó. Như bữa mà ba Tâm tổng kết á. Ừ. Con ngồi con mò tới tối rồi. Con mò gì? Con mò đọc tới tối luôn. Còn nữa. Chưa tổng kết được. Bữa kia ba Tông tổng kết là con lướt con coi á, tự nhiên thấy ba Tâm. Thấy ba Tâm đăng lên á. Ừ. Ngồi con mò đọc hồi cái cũng ra 2-3 chữ. Vậy là có liên lạc nó đọc tới tối luôn đó. Chưa có đọc chữ anh. Mới đọc được mấy chữ à. Gáp lại. Đọc được 2-3 chữ. Vậy mà cũng gắn mò ra được. Nói chung là ý gia tệ là cố gắng đọc xem nữa coi cô chú Mạnh Thường Quân nào. Tên gì? Tên gì? Con cảm ơn phải không? Dạ. Cái số tiền đó thì con cứ yên tâm. Thì ba Tâm sẽ không phụ lòng gửi gắm của cô chú đâu. Dạ. Sẽ
cố gắng hoàn thành cái số tiền đó để sau này trị bệnh cho con. Nói chung là sau này gia tại mình có làm xét nghiệm hay là điều trị thế nào cũng có số tiền xử lý liền, là đúng không? Nó cũng đỡ không? Tại vì trước đây lúc mà gia tại mà đang trong cái giai đoạn mà khó khăn á, không không có tiền để trị bệnh nữa, thì để cho tình trạng bệnh nó càng ngày nó càng nặng hơn. Đúng rồi. Tại vì đâu có kinh phí đâu, đâu có tiền đâu để đi làm mấy xét nghiệm kia đấy chị. Rồi rồi cứ cầm cự, không có nhà, không có thuốc thang đâu đó. Ừ. Bây giờ cũng có tiền rồi thì cũng yên tâm về phần đó. Dạ. Nói chung là chi phí điều trị thì hiện tại đã có rồi, nên con cứ yên tâm, thoải mái tinh thần lên để lạc quan để mình nhanh hết bệnh nha. Dạ. Rồi cái phần mà ăn uống á, là con phải, con cảm giác con thèm cái gì đó là con nói mẹ mua ăn. Mình ăn cảm giác ngon á là sức khỏe mình tốt. Dạ. Cho nên con đừng có sợ tốn tiền, tốn kém nha. Tại vì hiện tại bây giờ con cần ăn để cần cái sức khỏe để con vượt qua cái căn bệnh này. Dạ. Nha, cố gắng nha con. Dạ. Chú mấy chú đến đây cũng thăm con nha gia tệ. Dạ. Dạ rồi hôm nay là thôi cũng trời tối rồi chú về, mấy chú về. Dạ. Dạ chúc chúc con là mau hết bệnh nha. Dạ. Dạ quý giáo thầy hôm nay cũng xin kết thúc, xin cảm ơn cô chú anh chị theo dõi. Dạ mến chào và hẹn gặp lại. Chào khán giả gia tệ.